Nguyên Khôi xin kính chào tất ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Nếu quý vị đang dự định mua nhà, quý vị dự định bán nhà, quý vị dự định là lấy loan để mà mua nhà, hoặc là quý vị dự định refinance căn nhà của quý vị để chúng ta có thể dùng một số tiền nào đó chi tiêu trong lúc này, quý vị gọi số điện thoại 408-775-6563 cho Kennedy Ngô, quý vị sẽ có câu trả lời giải đáp, cũng như theo dõi chương trình này, quý vị sẽ có những chương trình, những tin tức mới nhất liên quan tới vấn đề địa ốc. Và chào Thánh Ngộ Kennedy. Dạ, chào Nguyên Khôi và chào thính giả của Đài Quỳnh Hương. Phải không em? Rất khỏe, excited, everything. Lý do tại sao excited? Exciting đó là tại vì Kennedy able được giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề. Có nhiều khách hàng họ muốn bán nhà, mua nhà thì mình giúp được người ta giải quyết cái vấn đề, mình cảm thấy feel happy, feel good. Với lại tuần vừa qua thì em cũng có hai căn nhà put on the market. Wow. Nên chỉ trong vòng 5 ngày thôi, hai căn đều in the contract, hai căn đều sold. So very exciting, you know, cái thị trường nhà cũng vẫn còn rất là hot. Tại nhiều người họ nghĩ cái thị trường nhà có thể là nhà nó đi xuống, nhưng mà thật sự á, bây giờ đó là do cái nhu cầu. Anh thấy bây giờ đó là nhu cầu người ta muốn mua nhà nó vẫn giữ rất là strong. Độ nóng thì nó cũng vẫn còn ở đó. Nhưng mà cái số lượng nhà đó thì bắt đầu giảm bớt đi. Thì đó, em take a look ở nguyên cái quận hạt của Santa Clara, cái số lượng nhà mà bán mà active bây giờ chỉ có 1301 căn thôi. Nguyên quận hạt luôn. Nguyên quận hạt mà single family home chỉ có 839 căn. Mà nói gì San Jose alone, nó chỉ có San Jose thôi đó, thì bây giờ active chỉ có 550 căn. Và single family home chỉ có 355 căn thôi. Và cho you know, nguyên cái thành phố San Jose. Còn cái thành phố Morgan Hill đó thì chỉ có là 48 căn single family home. Mà thấy ở Morgan Hill bây giờ nhà cũng rất là hot, nhà để lên thì họ cũng bán cao hơn cái giá thị trường, nó cũng có thể là 50.000, 100.000, 200.000 thì cũng you know, rất là bình thường. Có những cái người bán nhà, cái strategy họ để lên nó khác. Có những người họ muốn để giá thấp nhưng mà mình đâu có thể nào mua được cái giá đó. Mình phải trả cao hơn. The real estate đó là talk about local. Mình phải hiểu được cái thị trường chu xung quanh đó họ như thế nào. Thì mình mới có thể biết được. Có nhiều người đó họ có thể là sắp dở là một chuyện. Nhưng mà cái thực tế cái local khi mà thị trường nào đang hot mà mình trả giá thấp thì mình sẽ không bao giờ mình có thể mua được căn nhà. Tại có nhiều người họ đắn đo suy nghĩ thị trường như vậy, mình họ cứ nghe phong phanh cái thị trường nhà nó sẽ bị ảnh hưởng, thị trường nhà bị ảnh hưởng thì họ nghĩ là họ đợi để cái nhà nó xuống. Nhưng mà cái họ đợi sau khi mà 2 tuần 3 tuần á, là kiểu như tháng 7, tháng 8 á, là thị trường nhà nó hơi sấp lại tí xíu. Nhưng mà bây giờ nó lại trở lại hot trở lại, tại vì cái nhu cầu của người ta cần phải có nhà thì lúc nào nó cũng nằm ở đó. Tại vì có thể là họ đợi chờ lại tí xíu và họ cũng phải chạy ra, họ phải kiếm nhà, họ mua. Nhưng mà em thấy trong cái tuần này so với tuần vừa qua đó là cái số lượng nhà bán á, thì nó giảm bớt ít hơn. Tức là số nhà có trên thị trường nó giảm đi phải không? Nó giảm đi mà bây giờ số người mua là sao? Số người mua thì nó vẫn giữ như vậy tại cái nhu cầu người ta, mà tại anh coi thấy không, bây giờ dân càng ngày càng đông mà số nhà thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mà anh thấy cái gì giờ giật giá cũng lên cao. Material cũng lên cao, labor cũng lên cao. You know, người đó thì càng ngày càng đông. Thì làm sao mà cái nhà nó lại xuống giá được. Cái demand nó cũng vẫn còn rất là strong. Mà bây giờ đó là cái cạnh tranh giữa hai top, là trước top là millennium với lại boomer. Thế những cái người mà cái năm mấy tuổi, sáu mấy tuổi lúc trước thì họ sit on the side, họ đi đợi trời, họ coi cái thị trường nhà nó như thế nào. Bây giờ những cái số người đó thì bây giờ họ lại trở ra, họ lại mua nhà trở lại. Thì đó cái số đa số những người đó là những người đã có tiền trước rồi phải không? Bây giờ họ mua nhà để họ đầu tư phải không? Họ mua nhà để họ có thể you know, mua nhà thì ở thôi, mua nhà đầu tư. Còn những cái người mà first time home buyer, những cái thanh niên mà mới trẻ ra thì bây giờ họ gặp khó khăn á, là cái giá nhà thì bây giờ cao mà họ mới ra thì income nhiều khi nó cũng phải trả tiền nợ, student loan, đủ thứ nợ thì họ gặp cái trở ngại để họ mua nhà. Thì cái phần đông những cái millennium á, trong những năm vừa qua thì những cái tuổi trẻ mua nhà rất là nhiều. Thì đang sung mà đang good mà đang vô có hãng xưởng, họ có stock option, nó có income good thì họ mua nhà. Trong khi những cái người mà baby boom, mấy người boomer, những cái người mà năm mươi mấy, sáu mấy tuổi, họ sit on the side, họ đợi chờ cái thị trường. Nhưng mà bây giờ lên cao quá thì bây giờ họ phải cả hai bên cùng nhau mà mua hết. Bây giờ cùng nhau mua hết thì bây giờ đó cái số lượng người mà mua nhà bây giờ đó thì những cái người mà nhiều năm mấy tuổi trở lên họ bắt đầu họ trở ra họ mua nhà trở lại. So cái số đó bây giờ nó lại tăng cao. Mà mình thấy cái quận hạt không những Santa Clara County mà Alameda County, cái số lượng nhà bán thì cũng
giảm bớt đi so với lại một hai tuần trước là cái số lượng nhà nó ít trở lại. Cái thành phố mà Milpitas chỉ có 13 căn single family home. Và cái Hayward chỉ có 82 căn, Newark chỉ có 17 căn single family. Rất là ít, rất là ít. Cái số lượng nhà bán thì bây giờ ít. Thì bây giờ anh thấy những cái căn nhà nào mà single family home có đất này nọ thì cái vẫn có giá trị rất là good. Tại vì họ có thể add thêm vô trong cái square feet vô trong nhà hay là build cái ADU. Bởi vậy những cái căn nhà bây giờ đó là single family home thì cũng rất là hot. Vẫn giữ độ nóng vẫn như vậy. Vâng, thưa quý vị, thị trường nhà đó người ta sợ rằng nó giảm nhiệt, nhưng mà thực sự nó như Kennedy vừa cho biết là cái nhiệt nó không giảm, nó vẫn tiếp tục hot như thường. Và bằng chứng là Kennedy trong tuần lễ vừa qua, như Kennedy vừa nói đó, có hai căn nhà thì mới lên list trong vòng 5 ngày thôi, hầu như là chưa kịp quảng cáo thì nhà đã bán rồi. Đúng rất như là rất là nhanh. Và cái thị trường nhà trong những năm vừa qua lên cũng rất là nhiều. Anh thấy cái thành phố San Jose thôi đã lên 21%, trung bình những cái nhà mức trung bình là khoảng 1.3 triệu. Mà thành phố Morgan Hill cũng lên 20%, Milpitas cũng lên 20%. Đúng vậy Minh Khôi. Và hầu như những cái thành phố ở trong cái vùng Bay Area này cũng lên 20% so với lại những một năm vừa qua. Một năm thôi, 20%. Mà không phải số tiền ít thưa quý vị, bậc triệu mà lên tới 20%, trên 20%. Không có một cái đầu tư nào mà nó có cái tỷ lệ cao nhanh như vậy. Bởi vậy, CNBC họ cũng vẫn có thể, họ vẫn, predict là cũng vẫn có thể, by in the next 10 year, cái thị trường nhà ở vùng San Jose này có thể lên trên 2 triệu. Và ở Oakland, rồi Alameda cũng vẫn có thể lên trên 1 triệu 7, 1 triệu 8. Wow, và lúc đó thưa quý vị, căn nhà bình thường trước đây chúng ta mua 300 ngàn, 500 ngàn, nó trở thành 1,5 triệu, 2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Có thể là bây giờ giặt giá cái gì cũng lên cao hết, everything inflation trong năm nay đó là lên khủng khiếp luôn. Em cái này đi đâu gặp người business này business kia thì họ cũng complain đó là cái gì cũng lên cao, mà nó delay, mà trong khi nó kiếm người đi làm thì nó lại khó khăn. Và số điện thoại để quý vị gọi cho Kennedy để biết thêm tin tức về thị trường đất ngày hôm nay, xem nó hot như thế nào. Và nếu mà quý vị dự định bán nhà thì mình sẽ có cái chiến thuật nào, Kennedy sẽ giúp cho quý vị như thế nào để bán căn nhà một cách nhanh chóng, dễ dàng. Còn nếu mà quý vị muốn mua nhà thì Kennedy sẽ giúp cho quý vị như thế nào để mua được căn nhà như quý vị mong muốn. Và số điện thoại đó là 408-775-6563. Kennedy Ngô, 408-775-6563. Trở lại với Kennedy. Dạ, thì cái tiền lời nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái thị trường nhà đó. Thì bây giờ cái tiền lời nó cũng vẫn còn ở mức thấp, nó lên so với lại trong những tháng vừa qua, nhưng mà tiền lời vẫn còn ở dưới mức rất là thấp. Tiền lời của 15 năm chỉ có 1.99 và 30 năm chỉ có 2.69 thôi. Thì cái tiền lời nó cũng đóng vai trò quan trọng. Thì khi mà tiền lời mà nó lên cao thì có thể là người ta sẽ khựng lại từ một tí xíu. Nhưng mà khựng lại chỉ có vài tháng rồi xong, họ cũng phải đi ra họ tiếp tục họ mua nhà thôi. Thì bây giờ nếu vì nào mà muốn mua nhà đó thì nên đi mua nhà đi, tại vì cái tình hình cái nhìn thấy được với cái demand với lại cái supply là cái thị trường nhà vẫn có thể tiếp tục sẽ có thể tăng lên. Và còn nếu vì nào mà đã có nhà rồi rồi muốn làm refinance tái tài trợ đó thì cái này cũng vẫn có thể giúp quý vị giảm tiền lời, giảm tiền nhà hàng tháng, hay là mình pay up những cái nợ mà mình đang có, hay là mình giúp con của mình pay những cái nợ student loan hay là gì đó, hay là rút ra một số tiền để giúp cho con cái mình có thể establish để mua một cái căn nhà. Tại vì có thể là bây giờ họ ra trường có việc làm, có income mà không có tiền down payment thì mình là bố mẹ nhiều khi mình muốn có một cái step để giúp cho con mình có establish một cái tương lai mới, căn nhà mới. Thì mình có thể làm refinance, mình rút ra một số tiền để có thể giúp cho con mình làm điều đó. Hay là nhiều khi mình chỉ cần nhà bây giờ build up equity rất là nhiều, mình cần rút ra một số tiền để mình có thể enjoy life. Tại nhiều khi mình chỉ có một căn nhà mình bán rồi không biết đi đâu thì thôi, ok thôi bây giờ mình làm refinance rút ra một số tiền. Nhà vẫn còn đó, nhà vẫn còn ở đó. Cũng có nhiều người đó, thôi bây giờ nhà ở bự quá, thôi bây giờ mình bán cái nhà đi để mình relocation một cái địa điểm khác, và mình có một số tiền để mình có thể enjoy life. Vì có nhiều người họ không có muốn deal với lại những người thuê nhà nữa, tại vì nhiều khi họ thuê nhà họ có những cái phiền phức mà mệt mỏi. Nhiều khi trong cái mùa này đó, những cái người mà cho thuê nhà đó nhiều khi họ không trả tiền nhà, đổi nhà không được. Đủ mà kêu họ đi ra thì lại không có được. Cái khó khăn đủ thứ hết. Em còn nhiều khi mình có thể share phòng ra cái này cái kia, nhưng mà nhiều khi nó gặp đủ thứ trở ngại hết. Thì giống như là ngày hôm qua cái này có người khách cũng muốn gọi cái này muốn bán cái nhà, tại vì họ đã về hưu rồi, họ không có muốn deal với lại những cái người thuê nhà nữa. Mà kêu con cái thì họ không có muốn, không đứa nào nó muốn, tại vì
những đứa con thì họ đã đi làm có income, còn những người đây thì ở xa họ không có thể nào giúp được, thì thôi bây giờ nếu mình đến vậy mình phiền bức kiên chi, mình đã tuổi đến tuổi 60 mấy 70 mấy rồi mình còn deal với vấn đề này để làm gì, không nhiều khi mình bán ra mình có một số tiền để mình enjoy life, you know, con cái họ không có cần care về tiền của bố mẹ nữa, nhiều khi họ đã con của họ đã có nhiều tiền hơn, nhiều tiền, giàu hơn income rồi, họ không có còn khe về vấn đề đó nữa. Dạ thì thôi không có ai thèm, thì thôi bây giờ mình bán cái nhà đó thèm. Đi mình có một cái số tiền như nó. Thưa quý vị, đó là thực tế của cuộc đời. Chứ đây nhiều khi chúng ta đi làm và chúng ta để dành rồi chúng ta mua nhà, chúng ta đầu tư, chúng ta nghĩ rằng là mà mốt mình có đi ra đi thì mình có cái tài sản để lại cho con. Nên bây giờ thì quý vị, con của chúng ta rất nhiều người, các em bây giờ nó giàu hơn mình, nó giỏi hơn mình, cái tài sản hiện nay của nó có nhiều hơn mình. Rồi cái khả năng kiếm tiền, cái income của nó cũng cao hơn mình. Và nó có tất cả những cái mà trước đây mình nghĩ rằng không có được, bây giờ nó có tất cả rồi. Nó đâu cần cái tài sản mình để lại đâu. Thực sự là nhiều khi chính con em của quý vị nó còn khuyến khích quý vị là ba má cứ bán nhà đi, lấy tiền đi cho là làm sao sống cho thoải mái, sống cho vui tươi. Đừng, trước đây mình tiêu một chút xíu mình cũng phải suy tính, không biết là mình đi cái vacation lần này có được không, hay là mình chờ 5 năm tới 10 năm tới mới dám đi, hay mình sửa sang căn nhà, nhà mình giờ nó cũ quá rồi muốn sửa sang căn nhà, không biết là có bỏ ra một lúc 20-30 ngàn hay 50 ngàn có dám bỏ ra hay không để mà sửa sang căn nhà cho nó thoải mái, sống cho tiện nghi. Trước đây mình cứ lo mình không dám làm, bây giờ thì thưa quý vị, cơ hội nó đến, giá nhà thì cao và con em của chúng ta nó cũng thành công, nó không cần cái tài sản mình để lại nữa, thì tại sao mày không enjoy life? Đúng rồi, mình không có cần phải deal nữa, giống như là mình đã trồng cây mà đến lúc mà mình thu hoạch mình phải hái chứ. Mình phải you know, mình phải enjoy nó. Tại vì đó, có những người đó là lúc họ trẻ đó thì họ phải tiết kiệm đầu này tiết kiệm đầu kia để có tiền để họ mua nhà, bây giờ cái nhà nó trở thành cái giá trị. Như cái này nói với lại những cái người mà mua nhà thì trẻ trẻ thì họ phải nên kiếm đủ mọi cách để acquire nhiều nhà. Khi mà mình đã lớn đến tuổi mình về hưu rồi mình phải bán nhà bớt đi. Tại nhiều khi mình chứ giữ hoài cho giữ đến khi nào? đến lúc mình không còn ở đây nữa mình cũng đâu kêu về với mình đâu. Mà trong khi mà nhiều khi mình không có, mình vẫn còn you know, nhà đó thì đến lúc rồi thì phải trả tiền thuê đất, tiền đủ thứ tiền. Nhiều khi mình không có còn tiền dư nữa để mình đi đây đi đó, mình enjoy, nhiều khi mình cũng suy nghĩ nữa. Mà trong khi bây giờ mình có thể bán nhà, trong thời gian nhà lên thì quá cao. Mà mình có thể bán, mình có một số tiền để mình có thể làm những điều mình thích. You know, mình enjoy, mình do a lot of different things. Tại sao không? Và nếu mà quý vị nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta có thể có những cái thay đổi, quyết định thay đổi cuộc đời của mình để sống một cuộc sống nó vui tươi hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn và cũng tiện nghi hơn nữa, quý vị gọi cho số điện thoại 408-775-6563, 408-775-6563. Quý vị gọi Kennedy sẵn sàng đến tận nhà quý vị, ngồi xuống bàn với quý vị. Rồi bây giờ cô chú tính như vậy, cô chú tính như thế này, cô chú tính như thế này. Cái này thấy sao, được không? Nếu mà bán, chẳng hạn bây giờ mình có 2-3 căn nhà là bán có giá trị vào lúc này, và bán như thế nào, tìm cách bán sao cho nó nhanh chóng và được giá cao. Thì cái này đi làm công việc đó quá lâu rồi, quá nhiều kinh nghiệm, và nhất là có cái sự năng nổ nhiệt tình nữa, sẽ giúp cho quý vị làm công việc đó một cách tốt đẹp. 408-775-6563, 408-775-6563, Kennedy Ngô trở lại. Dạ, thì cũng có thể là Kennedy mát tay hơn, giống như cái nhà Kennedy bán, giống như là cái căn này đó là cô chú cũng đến tuổi retire muốn bán nhà relocate. Thì Kennedy cũng đến rồi trình bày hết tất cả những cách thức điều này nọ, làm trang trí, clean up, làm sạch sẽ hết tất cả cái căn nhà. Thì chỉ cần đẩy lên thôi, vì nó cái này là condominium, nhà này là 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1024 square feet, địa chỉ là 2227 đường Summer Eve Court. Thì you know it's back, bán chừng 570-580 thôi. Và bây giờ để lên bán đến 598, gần 600 ngàn rồi. Bán cao hơn là you know, 30 ngàn, cao hơn là cái giá mình list rồi. So chỉ trong vòng 5 ngày thôi, cái này để giúp cái người này đó là able to get in the contract, mình đã có cái người mua. Tại vì nó một chút xíu về hai căn nhà mà Kennedy bán trong tuần lễ vừa qua. Thì cái căn nhà mà ở Summer Eve ở San Jose đó, thì cái căn nhà này condominium, thì cái người chủ cũng upgrade, cũng chịu chi tiền để làm sửa sang căn nhà, nhìn cái nhà nó cũng giá trị. Thì Kennedy vô cũng cho người clean up, làm sạch sẽ hết tất cả mọi thứ, làm ra hình ảnh đồ này nọ, cô thấy nó wow,
Really attractive thì, nhưng mà cũng nhờ cái sự may mắn anh Khôi. Em vừa mới đẩy lên trong vòng, you know, mới có 4-5 ngày đó là có offer vô. Bán cao hơn cái sự mong muốn của cái người chủ. Thì nếu mà anh là người bán nhà, anh có feel good không? Dĩ nhiên là feel good. So, cái thì able to get in the contract. Và một cái căn nhà khác thì cái căn nhà này đó là single family home ở thành phố Auckland. Và cái nhà này đó là đã có người thuê rồi. Thì lúc ban đầu thì nghĩ nó cũng hơi khó khăn, tại vì có những cái người đó họ muốn mua nhà vô để họ ở, thì có người thuê nhà rồi đó thì khó, nên có thể là khó khăn hơn. Tại cái người này là ở căn nhà này ba đời chủ rồi, ở đó trên 30 năm rồi. Nó giống như là công thần của thành công rồi. Thì cái người này đã ở ba mấy rồi, họ operation một cái business làm daycare. Thì bây giờ đó là phải cần kiếm có một người vô để mua để cho tiếp tục thuê. Thì cái này vừa để lên thì cũng có người muốn mua mà họ muốn mua họ ở, thì mình cảm thấy cái người thuê nhà họ đang ở đó mà ba mấy năm mà họ operation một cái business mà sau khi bán xong rồi họ phải relocate, nó sẽ screw up một cái business của người ta. Thì cái này cũng gán kiếm một cái người nào mà họ mua để cho thuê. Nhưng mà happen chỉ trong vòng 4-5 ngày thôi đã có người mua căn nhà và offer cũng cao hơn cái giá list luôn, và để cho cái người này tiếp tục thuê cái căn nhà luôn. Thì nếu mà em thấy very nice, you know, mọi người đều hạnh phúc và người đều vui. Một cái số tiền ít thôi mình dẫn người ta đã có, khỏi cần phải sửa sang cái gì hết, đã có người thuê sẵn ở trong đó rồi. Hàng tháng họ trả tiền mà cái người mà làm daycare ở đó bao nhiêu lâu rồi, họ là great tenant, you know, họ trả tiền đều đặn hết tất cả mọi thứ, thì mình không cần phải lo lắng. Mình bỏ số tiền nhỏ hàng tháng, cái tiền nó vô trong tiền gốc là mình, giống như mình build up cái ATM machine, mỗi tháng người ta có deposit vô. Trong 5 năm, 10 năm thì coi cái nhà nó lên giá là bao nhiêu. Có nhiều khi mình nghĩ thành phố Auckland đồ này nọ nó không có nhiều, nhưng mà anh thấy không, cái vùng Bay Area thấy nó trùng tất cả, ở đâu cũng lên giá, ở đâu lên cũng rất là nhiều. Mà anh thấy, em thấy có, em cũng có người khách hàng, thì cũng nhiều người khách hàng của họ chỉ chuyên đầu tư ở bên thành phố Auckland thôi, họ chỉ cho housing thôi, mà nhà thì giá rẻ mà cho tiền rent nó cao. So, you know, về lâu thì cái nhà ở đâu đâu nó cũng lên, tại vùng Bay Area này dân số quá đông rồi. You know, có nhiều người ở bên thành phố San Francisco họ không có không mua được nhà, không đủ tiền mua nhà, thì họ qua bên Auckland họ mua, qua bên Auckland họ mua. You know, nhưng mà cái căn nhà này đó, cái này cũng rất là vui là, you know, mới để lên thôi đã có người mua, và người này vẫn tiếp tục để cho cái người thuê nhà tiếp tục thuê. Tức là mọi người đều vui, thật có vị win-win situation, phải không? Nhiều khi mình nghĩ có lẽ là nhiều khi mình có cái sự may mắn. Em thấy căn nhà nào em để lên trong vòng 5 ngày, 7 ngày đã có người người vô mua, you know. Nhiều khi mình phải có căn nhà mình phải làm đẹp, attractive, mình phải quấy động cho nhiều người họ đến, họ phải feel good nữa, you know. Nhiều khi, you know, nhiều khi mỗi người nó có cái duyên mua bán nó khác nhau, không? Đúng cái rồi. Nghĩ cái này, you know, bán nhà thì rất là lẹ và bán được giá, khách hàng rất là vui. Cái cách mà Kennedy nói chuyện, cách mà Kennedy làm việc, và đặc biệt là những cái chia sẻ của những khách hàng trước đây, Kennedy cho ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng về cái người agent này, làm việc nhiệt tình, nhiều sáng kiến, và có thể nói là không bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả, lúc nào cũng tích cực lo cho khách hàng của mình cả. Và thưa quý vị, Kennedy thì nói một cách khiêm nhường là may mắn, nhưng bên cạnh sự may mắn đó, nó đòi hỏi cái người agent phải làm việc tích cực. Còn nếu một người agent chỉ nhận ký hợp đồng xong ngồi đó chờ may mắn nó đến, hay chờ may ra, hay là chờ cái gì đó, thì thưa quý vị, rất là khó để mà thành công. Bên cạnh cái sự may mắn, có phần có cái sự nhiệt tình, cái sự cố gắng, sự làm việc tích cực của người agent để đưa đến cái sự thành công cho khách hàng của mình. Và quý vị muốn chọn một người agent như vậy, gọi Kennedy 408-775-6563, 408-775-6563 để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, điều hôm nay. Thì Kennedy có điều gì muốn chia sẻ mọi người không? Thì Kennedy lúc nào cũng hết lòng cho khách hàng, you know, để ready, để giúp cho khách hàng để giải quyết vấn đề. Tại vì mọi người khi mà họ muốn bán căn nhà, họ phải có cái lý do gì. Có thể là nhiều khi đến tuổi retire, hay là, you know, muốn dời chỗ, dời cái location. Nhiều khi lúc trước mình có nhà đầu tư rồi, bây giờ mình muốn bán cái nhà đầu tư đó, mình exchange quay căn nhà khác, thì sau 2 năm đó mình trở lại mình ở cái căn nhà đó. Hay là mình muốn mua căn nhà để cho con cái, hay là mình muốn đổi location, hay là nhiều khi mình đến tuổi retire, mình nhiều khi mình không có muốn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều khi mình có nhà, có cửa đồ này nọ, mà mình lỡ mình vô hospital và mình surgery hay là gì, em biết cái tiền phí tổn rất là cao, phí tổn rất là cao. Nhiều khi bây giờ đó mình
mình không có chuẩn bị, không có prepare, thì nhiều khi sau này mình có tài sản thì nó sẽ không có còn nhiều nữa. Với lại mình đến tuổi retire, mình cũng phải làm sao có được nhiều tiền. Hay là phải là mình muốn chọn một cái địa điểm khác sống cho nó thoải mái, nhẹ nhàng, đỡ tốn kém, đỡ tốn tiền hàng tháng hơn, mà nó cũng êm đềm, thích hợp với cái tuổi mình hơn. Lúc mà mình thấy thích mà đời sống nó nhộn nhịp, phải không ạ? Vì con việc làm mình ở thiếu ở San Jose này, ở San Francisco, nhưng mà đến lúc mà chúng ta về hưu, nhưng chúng ta cũng muốn chọn một cái nơi nào nó êm đềm, nhẹ nhàng, đỡ tốn kém. Đúng, thì nếu vì mà có nhu cầu muốn bán nhà, relocate, đổi địa điểm, hay là finance, refinance, thì vì cái dẫn có thể gọi cho Kennedy. Thì ở đây phần đông Kennedy làm ở thành phố San Jose, Mirita, Fremont, Hayward, Newark, San Leandro, Alameda. So những cái khu vực đó là Kennedy cũng làm mọi là nơi, rất là nơi có nhiều người khách hàng có nhà ở Upland hay là ở Hayward hay là chỗ nào cũng được, tại vì cái căn bản mà để sell, để bán cái căn nhà thì nó cũng đều giống như nhau. Cái quan trọng nhất là mình phải biết những cái cách thức nào mình cần phải làm để mình tăng cái giá trị căn nhà. Thì nếu mà plan này không được thì mình phải biết cách làm sao và lèo lái mình đi qua một cái giống như là cái căn mà townhouse condo vừa qua lúc mình bán, thì mình thấy cái trong cái tuần đó thì cái số lượng người vô mình nghĩ là ô cái này nó chắc là hơi chậm hơn, thì Kennedy đã Kennedy chuẩn bị làm những cái marketing khác để làm sao mình bán được cái căn nhà. Trong cái sự may mắn mình phải cố gắng, mình phải làm cho nó đủ hết mọi cách để mục đích là mình phải bán nhà. Chứ Kennedy là sale employee, mình phải able to giúp cho khách hàng giải quyết được cái vấn đề thì khách hàng mới feel happy và mới thành công được. Yeah, có tiền cho khách hàng của mình, có tiền cho khách hàng của mình có nghĩa là có tiền cho mình, phải không? Đúng vậy anh Khải. Cảm ơn Kennedy rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu hôm nay với những tin tức mới nhất về thị trường đất tại vùng B của chúng ta, hy vọng đã đem đến cho quý vị những cái sự hiểu biết cần thiết để chuẩn bị cho cái chương trình trong những ngày sắp tới của quý vị liên quan tới vấn đề nhà cửa, mua nhà, bán nhà, mượn nợ, đổi nợ, vân vân. Cảm ơn Kennedy và mình sẽ gặp kỳ tới. Thank you anh Khải, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Địa Ốc ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được phục vụ cho quý vị trong những ngày gần đây. Và lần nữa số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563, 775-6563. Quý vị có nhu cầu mua nhà, bán nhà, làm loan hoặc refinance giảm tiền lời, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Thị trường nhà đất hiện nay ở vùng Bay Area vẫn là nóng nhất trên nước Mỹ. Nhu cầu người mua nhà càng ngày càng cao, tiền lời mua nhà đang ở mức thấp nhất 1.9 APR fix. Quý vị muốn mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy sẽ gửi danh sách nhà bán nóng nhất vừa lên thị trường mỗi ngày. Mua nhà với Kennedy, quý vị sẽ được tiền lời thấp. Kennedy sẽ trả closing cost cho quý vị. Quý vị sẽ dễ dàng mua được căn nhà cho mình và gia đình. Mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Nếu quý vị cần bán nhà đổi nhà, với kinh nghiệm bán trên hàng trăm căn nhà, Kennedy sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 7 ngày và bán nhà được giá cao. Để biết thêm thông tin về giá trị căn nhà của quý vị online, xin vào định giá nhà miễn phí.com hoặc gọi ngay cho Kennedy 408-775-6563. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free trang trí nội thất đẹp cho người mua, free chụp ảnh video, thiết kế hình ảnh và flyer print, free tẩy rửa, làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Nhà của quý vị sẽ được quảng cáo mạnh mẽ nhất trên toàn trang mạng online, TV, radio và talk show. Nhà của quý vị sẽ được bán nhanh chóng hơn và bán được nhiều tiền hơn với Kennedy Ngô. Để được tư vấn miễn phí trước khi bán nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Nếu quý vị cần làm refinance tái tài trợ, hạ tiền lời và tiền nhà hàng tháng, refinance 15 năm fix 2. APR, 30 năm fix 2.5 APR, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Cần mua nhà, bán nhà, làm loan, refinance, Kennedy Ngô 408-775-6563.